Ok. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Review với Pha Cà Phê, và mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn bằng một nội dung tiếp nối cái series về sản phẩm Elbin 020. Thì cái nội dung hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn đó là cái khả năng mà tự bảo vệ động cơ bằng việc là ngắt nguồn điện cấp vào cho động cơ khi xảy ra hiện tượng quá tải, bị kẹt hạt, xay phải bu lông hoặc xay phải gỗ trong quá trình xay cà phê. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái khả năng này của chiếc máy xay cà phê Elbin 020 nhé. Sơ qua một chút về cái tính năng mà rơ le nhiệt trên Elbin 020, thì Elbin 020 với thiết kế động cơ là 200W cũng như là cái khả năng xay tốt, nhưng chúng ta cũng không thể phòng tránh được những cái sự cố ngoài ý muốn như là xay phải ốc vít này, xay phải những miếng gỗ hoặc những cục đá mà có sẵn trong cái túi đựng cà phê của mình. Mà các bạn mua cà phê thì cũng không thể kiểm tra hết bằng mắt thường hàng ngày được, mà cái này sẽ do sai sót trong một quá trình đóng gói hàng hóa của những đơn vị mà bán cà phê thành phẩm. Vậy thì cơ chế hoạt động của bảo vệ của Elbin 020 thì sẽ hoạt động như thế nào? Thì các bạn có thể chú ý ở đây. Phía sau thân máy của Elbin 020 thì sẽ có một cái rơ le nhiệt. Cái rơ le nhiệt này hoạt động theo cơ chế là khi các bạn xay phải con vít này thì cái động cơ của bạn nó cái lưỡi xay của các bạn sẽ bị kẹp vào nhau và động cơ sẽ không được tiếp tục quay. Lúc này điện năng nó không được chuyển thành cơ năng, thì cái cuộn dây của cái động cơ nó sẽ bị nóng và lên dòng. Khi lên dòng thì cái rơ le nhiệt này sẽ được thiết kế là chịu tải là 2A. Khi lên dòng quá 2A thì cái rơ le nhiệt sẽ nhảy, bình thường sẽ đóng như này, thì khi bị lên dòng thì rơ le sẽ nhảy đẩy ra để ngắt nguồn điện cấp cho động cơ, bảo vệ cho động cơ của chúng ta không bị cháy động cơ trong cái quá trình sử dụng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành test thử xem các cái trường hợp mà máy xay cà phê Elbin 020 này gặp phải trong quá trình xay cà phê, xay phải ốc vít này, xay phải miếng gỗ này, để xem nó ngắt như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử khả năng tự bảo vệ của Elbin 020 với việc xay một chiếc bu lông cùng với cà phê các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho thử vài hạt cà phê vào. Mình có quay góc này cho các bạn nhìn thấy rõ, chứ mình để phễu và các bạn sẽ không nhìn thấy rõ cơ chế hoạt động của nó. Đó, mình bỏ con ốc vào đây rồi nhé. Cho một chút cà phê lên. Rồi, bây giờ mình sẽ bật máy. Ok. Như vậy là động cơ đã bị giữ lại và rơ le nhiệt đã nhảy để bảo vệ động cơ. Lúc này các bạn có bấm điện, công tắc điện thì máy sẽ không chạy nữa. Đó. Cơ chế hoạt động rất là hoàn hảo. Và đây là sau khi là máy đã ngắt và bảo vệ động cơ, thì chúng ta có thể thấy là cái bu lông kim loại nằm ở vị trí kẹt giữa hai lưỡi dao ở đây. Đó, kẹt giữa hai lưỡi dao. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái lưỡi xay này ra để mà lôi cái bô lông này ra các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tháo lưỡi xay của Elbin 020 này ra để xem cái cú mà va chạm sau khi xay phải bu lông này, cái lưỡi dao của chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng gì hay không nhé. Ok, đây là cái lưỡi dao, các bạn có thể nhìn kỹ này. Đó, chất thép của Elbin 020 thì thực sự mình rất là bất ngờ đấy các bạn ạ, không hề bị mẻ các bạn nhé, không hề bị mẻ. Đó, không bị mẻ luôn. Bạn nhìn thấy tất cả góc cạnh không hề bị mẻ đúng không? Ok. Và cùng xem cái con bu lông này. Đây là tình trạng của bu lông khi xay vào đấy. À, bu lông đã bị xay này. Đã bị chém găm rất sâu xuống bên dưới này. Đó. Ồ, đây các bạn có thấy đây, bị chém này. Chứng tỏ là chất thép của Elbin, lưỡi xay của Elbin 020 rất là tốt các bạn ạ.
là chém được một cái con bô lông bị rất rất nhiều chỗ như thế này mà lưỡi xay không hề bị ảnh hưởng. Ok, thì mình nghĩ là với cái bài test mà khắc nghiệt như thế này thì các bạn thực sự là đã có cái câu trả lời rõ ràng cho mình về cái chất lượng của Elbin coi không, từ bảo vệ động cơ, chất liệu làm nên lưỡi xay. Đây các bạn nhìn thấy này, đó đã làm cắt một rãnh sâu trên cái bu lông này luôn. Đấy, các bạn thấy đây. Ok, thực sự là mình rất là ấn tượng với cả cái khả năng bảo vệ cũng như là cái chất liệu lưỡi xay của Elbin coi không đấy. Tầm giá mà khoảng trên dưới 3 triệu đồng thì thực sự là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh và lắp lại các bạn nhé, và để chạy lại xem là sau khi mà bị xay phải xay phải bù lông như thế này thì em bên cô hay không thì sẽ xay cà phê ra thế nào nhé, sẽ xay tốt nữa hay không. Và lúc này thì các bạn bật máy lên thì máy cũng chưa chạy đâu, mình sẽ bật thử nhé. Các bạn sẽ thấy mình bật công tắc này. Đấy. Đó, các bạn thấy là khi mình bật nguồn nhưng máy cũng chạy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình reset cái relay nhiệt. Bây giờ các bạn sẽ phải tiến hành nhấn vào cái nút reset đây. Đó. Các bạn sẽ thấy máy chạy đúng không? Rất là tuyệt vời đúng không? Ok các bạn. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái tính năng tự bảo vệ động cơ bằng relay nhiệt có trên chiếc máy xay cà phê Elbin CRM020, và mình nghĩ rằng không có một cái bài test nào khắc nghiệt hơn cái bài test hôm nay mình đã cho các bạn trải nghiệm. Và với kết luận đưa ra là chất thép của lưỡi xay Elbin 020 tốt hơn những cái vật liệu kim loại làm nên những cái bu lông ốc vít hoặc đá hoặc gỗ đang có mặt trên thị trường, mà nhỡ may có vô tình len lỏi vào trong cách cà phê nguyên liệu của các bạn nhỡ may xay phải thì cũng đừng lo, động cơ sẽ được bảo vệ 100%, và hơn hết lưỡi xay của bạn cũng sẽ không về vấn đề gì. Nếu mà có chăng thì chỉ có là bị cùn một chút lưỡi xay đi thôi, nhưng cái đấy là chấp nhận được. Và sản phẩm máy xay cà phê Elbin 020 đang có giá rất tốt trên website của finviet.com.vn, hoặc các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của mình là 0979 755 388 để cho mình có thể hướng dẫn và tư vấn cho các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.